truyền thống Phật giáo từ ngàn xưa đến nay, cứ mỗi độ hè về, chư tăng ni vào mùa an cư kiết hạ, cắt đứt mọi chuyện duyên trần, tiến tu đạo nghiệp để thăng tiến đạo quả Bồ đề. Trong chuyến hành trình kỳ 22 của trang niệm Phật giảng sanh Tây phương Cực Lạc, nhằm vào mùa an cư kiết hạ của chư tôn đức tăng ni để trưởng dưỡng đạo tâm, trao dồi giới, định và tuệ. Là Phật tử tại gia, việc phát tâm cúng dường ngoại hộ tạo điều kiện thuận lợi cho chư tăng ni an cư tu học. Nhân mùa an cư kiết hạ cũng là bổn phận của Phật tử chúng ta, nhằm tu tạo phước điền, cũng chính là hộ trì đạo pháp. Hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2015, nhằm ngày 13 tháng 5 năm 2015, tức ngày 13 tháng 5, được sự tin tưởng hùng phước của các nhà đạo tâm xa gần và được sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Thuận Đức, Đại Đức Thích Minh Thuận, Đại Đức Thích Tuệ Kiên, trang nhà tổ chức cúng dường Trường Hạ tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Khi mọi thành viên đã tập trung đông đủ, thì cũng là lúc mọi người cùng chung tay vận chuyển vật phẩm cúng dường Trường Hạ lên xe. Theo lịch trình thì trang nhà sẽ cúng dường 5 Trường Hạ. Trường Hạ tăng có Quan Âm Tu Viện, Chùa Tỉnh Hội, Tổ Đình, Long Thiền. Trường Hạ Ni có Chùa Giác Minh, Chùa Đại Giác. Bắt nguồn ngay thời Đức Phật còn tại thế, chư tăng an cư trong 3 tháng hạ để thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, chuyên tu tâm vô lậu học. Bên cạnh đó, theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Thế Tôn đã dạy: đãi 100 người ác ăn không bằng đãi 1 người thiện ăn, đãi 1.000 người thiện ăn không bằng đãi 1 người trì ngũ giới ăn, đãi 1.000 người trì ngũ giới ăn không bằng cúng dường cho 1 vị Tu Đà Hoàng ăn, cúng dường ức vị A-la-hán không bằng cúng dường cho 1 bậc Bích Chi Phật ăn. Khi mọi vật phẩm cúng dường Trường Hạ đã được vận chuyển lên xe, thì cũng là lúc đoàn xe bắt đầu lăn bánh khởi hành, chạy thẳng tiến về hướng cầu Sài Gòn. Lúc này ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi qua những khu nhà cao tầng, mây trôi lững lờ, những dần mây đó không đủ để che bớt cái nắng chói chang của ngày hè. Như thường lệ, trước khi sinh hoạt, dùng điểm tâm sáng trên xe, các thành viên được hướng dẫn tụng thời kinh gia hộ sự bình an trong suốt hành trình. Lộ trình dài khoảng 30 km, thì giờ đây đoàn xe đã đến điểm Trường Hạ thứ nhất là Quan Âm Tu Viện, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa. Quan Âm Tu Viện được xây dựng trên một quả đồi cao thoáng mát, cây cối xanh tươi, tọa lạc trên đường Nguyễn Ái Quốc, một đại lộ giao thông huyết mạch đoạn ngang cầu Hang từ Bắc vào Nam. Phố xá đông đúc nhưng tu viện vẫn giữ được vẻ tĩnh lặng và vô cùng thanh tịnh. Những dãy nhà làm học viện, am phòng tăng ni, trai đường, lưu, thất, phòng chuẩn bệnh kết hợp với ngôi chánh điện, đền đài, bảo tháp thật đồ sộ nguy nga tráng lệ, vươn lên giữa trời cao tạo thành một quần thể di tích hoàn chỉnh, ẩn bóng dưới những tán cây bồ đề, cây công chúa, cây dầu cổ thụ và những tán anh đào cành lá xum xuê, râm mát vạn niên. Nhìn toàn cảnh ngôi Quan Âm Tu Viện có địa thế đẹp, phong thủy tốt, mặt hướng ra dòng Đại Giang, sông Đồng Nai, xa xưa triều mến, lưng dựa vào núi Châu Thới, ngàn đời thân thương. Quan Âm Tu Viện từ bao nhiêu năm nay vẫn tồn tại trong sự oai nghiêm cổ kính, như một nhân chứng lịch sử phát triển của Phật giáo Đồng Nai nói chung và Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng nói riêng. Kinh sách cúng dường kỳ 22 gồm có cúng dường chư tôn đức tăng ni mùa an cư 415 bộ kinh sách, mỗi bộ gồm 3 quyển Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Giảng Giải, Vạn Thiện Đồng Quy, Cẩm Nang Tu Đạo. Cúng dường đạo tràng Phật tử tu học tại các chùa gồm 5 tôn ảnh Tây Phương Thánh Chúng ép gỗ plastic kích thước 80x120cm, 6 bộ A-di-đà Sớ Sao Hòa Thượng Tịnh Không Giảng Giải, 6 bộ A-di-đà Yếu Giải Giảng Ký Hòa Thượng Tịnh Không Giảng Giải,
900 cuốn Quy nghi dành cho Phật tử tại gia. Cúng dường tịnh tài và tịnh vật gồm gạo, đường, dầu ăn, xà bông, mì gói. Buổi lễ thật trang nghiêm thanh tịnh, phẩm vật tuy đơn sơ nhưng nói lên lòng chí thành chí kính như pháp cúng dường của các nhà đạo tâm xa gần, chắc chiêu hùng phước trang nhà thay mặt thực hiện. Phẩm vật cúng dường hạ trường tổ tu viện để cho chư tôn thiền đức tăng ni ác âm tu học trong 3 tháng an cư kiết hạ. Vào giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm tịnh, chúng con xin giới thiệu đại diện Phật tử Diệu Ánh Mai cung kính dân là bạch Nam Mô A Di Đà Phật. Trong bầu không khí vô cùng trang nghiêm tại Quan Âm Tu Viện, ngày chư tôn đức tăng câu hội để kiết hạ an cư, ngày Phật pháp được trùng hưng trong ánh hào quang của chư Phật, với những chiếc y vàng đượm màu giải thoát của chư tôn đức bổn tâm vô lượng cùng 3 món vô lậu học đã hiện rõ trên nét mặt từ hòa của quý ngài, đã làm lắng dịu những cơn sóng phiền não trong tâm hồn chúng con. Chúng con thành tâm đốt nén tâm hương, cúi đầu tôn kính đảnh lễ cúng dường 10 phương tam bảo và hiện tiền chư tôn đức chứng minh. Kính bạch quý ngài, chúng con hàng Phật tử tại gia đầy đủ duyên lành, ắt hẳn chúng con đã tạo được các phước duyên thù thắng trong vô lượng kiếp, mà nay chúng con đã được sanh làm thân người, lại được sớm gặp Phật pháp, thấm nhuần sự giáo hóa của chư Phật, chư Tổ cùng chư Tôn Tịnh Đức. Chúng con đã ý thức được bổn phận của người Phật tử tại gia đối với Tam Bảo. Hôm nay mùa an cư kiết hạ lại trở về với chư Tôn Đức nơi Quan Âm Tu Viện, là dịp cho Phật tử chúng con gieo duyên lành vào ruộng phước Tam Bảo, cũng là dịp thuận duyên để hàng Phật tử chúng con được học hỏi giáo lý Phật Đà và thể hiện tinh thần hộ trì chánh pháp. Hạnh phúc thay chư Phật ra đời, hạnh phúc thay chánh pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay chư tứ chúng đồng tu. Vui sướng thay giữa đời ác năm trượt ác thế mà dấu chân hóa độ của những vị Bồ Tát vẫn bước đi xuôi ngược không ngại gian khó. Quý ngài là hiện thân của Bồ Tát để thực hành đức hạnh thậm thâm trong tinh thần vô ngã vị tha, không quên lời nguyện lại hiện đàm hoa chèo thuyền trí tuệ vào dòng sanh tử để đưa chúng sanh đến nơi an vui giải thoát. Giờ đây trước đạo tràng thanh tịnh tăng bảo trang nghiêm với niềm hoan hỷ vô biên của chư tôn đức, chúng con toàn thể Phật tử ra nhà với tất cả tấm lòng thành, sắm sửa trai duyên dâng lên cúng dường 10 phương tam bảo dưới có chư tôn đức lân mẫn chứng minh. Chúng con nguyện đem công đức này cầu nguyện cho Phật Nhật Tăng Huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thới dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Nguyện trên chư tôn đức 3 tháng an cư pháp được vô lượng kinh an, huệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, mãi là bậc đạo sư che chở cho chúng con, là ngọn đuốc trí huệ soi sáng lòng chúng con, đưa chúng con đến bến bờ giải thoát. Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, kẻ còn được nhường mưa pháp, phát nguyện tu trì, kẻ qua đời thì ác đạo xa lìa, chóng thành đạo quả. Chúng con lại nguyện hồi hướng công đức này đến toàn thể quý Phật tử hiện tiền nơi đây, cũng như quý vị thiện tri thức, mạnh thường quân đã phát tâm bồ đề cúng dường tịnh tài tịnh vật được thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, thường được kiết tường, xa lìa mọi khổ ách, tinh tấn tu hành, khi được viên mãn được thánh chúng Tây Phương tiếp độ, ngưỡng mong trên thường trụ 10 phương tam bảo chứng minh dưới quý ni trưởng. Ni sư chư đại đức lân mẫn cố nạp thọ cho hàng Phật tử chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Nam mô Lâu Hoa Giáo Chủ Di Lạc Tôn Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Ấn Đạo Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Các Đại Chúng Mình. Nam mô Quan Tu Viện Đường Hồ Di Lặc Đại Tổ Sư Bồ Tát Các Đại Chúng Mình. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Các Đại Chúng Mình.
A Di Đà Phật. Lần hai, quý quá thai, như quý vị đã nói, hạnh phúc thai, chư Phật ra đời, hạnh phúc thai, chánh pháp chương minh, hạnh phúc thai, tăng già hòa hợp, hạnh phúc thai, cứu chúng đồng tu. Câu nói vừa rồi thật là có ý nghĩa và rất cảm động. Và hôm nay là quý vị đã thể hiện được bốn tinh thần đó trong buổi lễ cúng dường đạo tràng Quan Tu Viện trong mùa lễ an cư 2559. Chúng tôi là đại diện cho ban chức sự của trường hạ, xin có lời chúc mừng chư đại đức cùng quý Phật tử. Quý Phật tử đã trên nghe lời Phật dạy, dưới tín thọ hung hành theo lời hướng dẫn của chư đại đức mà đến viếng trường hạ của Quan Tu Viện. Đó là cái duyên lành của đường hạ, cũng là cái duyên lành phúc lành của Phật tử. Vì tất cả mọi việc trên đời xảy ra đều là nhân duyên cả. Mà chúng ta đây, không biết trong đây quý vị có từng gặp chúng tôi hay chưa, hay chúng tôi có từng gặp quý vị hay chưa, nhưng ít ra trong tinh thần Phật Pháp, những người con Phật cùng chung một tấm lòng, cùng chung một hạnh nguyện, cùng chung một chí hướng, ắt sẽ gặp nhau. Vì chúng ta trước sau gì cũng gặp nhau nơi cõi tình, thì nếu không có duyên thì không có quả. Nếu hôm nay chúng ta gieo duyên tịnh độ thì ắt sẽ hưởng lấy quả tịnh độ. Điều đó không sai, thì xin quý vị Phật tử hãy chắc lòng bền dạ với tinh thần nhân quả mà đạo Phật đã dạy cho chúng ta. Và quý vị hôm nay đã thể hiện được tấm lòng chí thành chí kính đối với Tam Bảo, đối với cái sự tu học của chư tăng ni các nơi nói chung và Quan Tu Viện nói riêng, thì như vậy cũng đã thể hiện tinh thần lục hòa, tinh thần hòa hợp, và xem mười phương Tam Bảo chính là tâm mình, mười phương Tam Bảo chính là thân mình mới có buổi lễ cúng dường hôm nay. Đó là một điều rất đáng công nhận và khen ngợi. Chúng tôi thật sự cảm động với sự hiện diện của quý đại đức và của Phật tử trong buổi lễ cúng dường hôm nay. Và thêm nữa, quý vị trong lời cầu nguyện không phải chỉ cầu nguyện cho riêng thân mình, mà cầu nguyện cho Tam Bảo, cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh, cầu nguyện cho siêu dương thới. Đó chính là tinh thần của Bồ Tát Đạo, đó là tinh thần quên mình của một người Phật tử. Và đó chính là tinh thần thượng báo tứ trọng ngâm, hạ tế tam độ khổ. Chúng tôi một lần nữa xin tán thán công đức của các vị thầy đã hướng dẫn Phật tử đã đi đúng đường, đã làm đúng việc và đã thực hiện đúng hạnh nguyện của một người Phật tử tại gia. Và hôm nay chúng tôi xin đại diện cho ban chức sự đạo tràng Quán Tu Viện trường hạ của tổ đình Quán Tu Viện, xin ngưỡng nguyện mười phương Tam Bảo, mười phương Bồ Tát Hiền Thánh Tăng, chư thiên hộ Phật chẳng lâm đạo tràng chứng minh Phật sự, chúng quý vị được sở quyền trị tâm, sở cầu như ý. Chúng tôi xin cầu nguyện cho chư đại đức pháp thể khinh năng, chúng sanh dị độ, cầu nguyện chúng Phật tử tinh tấn tu tập giữa định huệ, tu tánh
tu tinh tấn làm 10 điều lành, tinh tấn thực hành bát chánh đạo, tinh tấn tu tập lục độ, để chúng ta cùng song bước trên con đường đạo pháp. Dù có gặp hay không gặp, nhưng thật sự chúng ta cũng cùng một pháp giới. Và cầu nguyện với công đức này, xin hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đồng quý Phật đạo, xin hồi hướng cho thế giới hòa bình vạn dân an lạc, xin hồi hướng cho cửu quyền thất tổ của quý Phật tử cũng như cửu quyền thất tổ của bá gia bá tánh thả đều được ân thêm công đức. Cầu nguyện cho âm siêu dương thới, cầu nguyện cho quý Phật tử tại tiền cũng như lục thân quyến thuộc hiện tại được thân tâm an lạc, tội nghiệp phước sanh bồ đề tâm tăng trưởng, trí tánh thường minh bát nhã hoa khai, đạo tâm bất thối, tha nhược đắc chánh siêu kim địa. Và cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thả đều được pháp tâm bồ đề. Về nơi đây tu tập và được chư tôn thiền đức tăng đến nơi đây và quý vị Phật tử thân kính. Vào giờ đây xin mời chư tôn thiền đức tăng và quý vị Phật tử tự hành Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Bát Đại Chứng Minh. Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Phật Giáo Chư Lịch Đại Tổ Sư Bát Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch quý ni trưởng, quý ni sư cùng chư tôn thiền đức ni trong ban chức sự hạ trường nơi chùa Giác Minh Chứng Minh. Hôm nay ngày 13 tháng 5 năm Ất Mùi,
đạo tràng niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nơi thành phố Hồ Chí Minh, được sự hướng dẫn của chư tôn Tịnh Đức Tăng trở về nơi trú xứ an cư đạo tràng chùa Giác Minh, dâng lên tịnh tài, tịnh vật, cúng dường để ngõ hầu gieo bòn phước đức trong 3 tháng an cư kiết hạ, để cho chư tôn Tịnh Đức Ni an tâm tu học trong 3 tháng an cư này. Giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Xin giới thiệu Phật tử các tường thành kính dâng lên lời tác bạch cúng dường. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Y Báo Hóa Độ ứng hiện thập phương thiên bá ức hóa thân bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Kính bạch quý ni trưởng, ni sư, chư tôn đại đức ni trong các ban chức hạ đường chùa Giác Minh, hôm nay ngày 13 tháng 5 năm Ất Mùi, toàn thể Phật tử của đạo tràng niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc chúng con về đây có duyên sự thành tâm đảnh lễ, xin dâng lời tác bạch. Chư tôn đức ni câu hội để kiết hạ an cư. Ngày Phật pháp được trùng hư trong ánh hào quang của chư Phật, với những chiếc y vàng đượm màu giải thoát của chư tôn đức, bốn tâm vô lượng cùng ba món vô lậu học đã hiện rõ trên nét mặt từ hòa của quý ngài, đã làm lắng dịu những cơn sóng phiền não trong tâm hồn của chúng con. Chúng con thành tâm đốt nén tâm hương, cúi đầu tôn kính đảnh lễ cúng dường mười phương tam bảo và hiện tiền chư tôn đức chứng minh. Kính bạch quý ngài, chúng con hàng Phật tử tại gia đầy đủ duyên lành, ắt hẳn chúng con đã tạo được các phước duyên thù thắng trong vô lượng kiếp, mà nay chúng con đã được sanh làm thân người, lại sớm được gặp Phật pháp, thấm nhuần sự giáo hóa của chư Phật, chư Tổ cùng chư tôn Tịnh Đức. Chúng con đã ý thức được bổn phận của người Phật tử tại gia đối với Tam Bảo. Hôm nay mùa an cư kiết hạ lại trở về với chư tôn đức nơi tổ đình Giác Minh này, là dịp cho Phật tử chúng con gieo duyên lành vào ruộng phước Tam Bảo, cũng là dịp thuận duyên để hàng Phật tử chúng con được học hỏi giáo lý Phật Đà và thể hiện tinh thần hộ trì chánh pháp. Hạnh phúc thay chư Phật ra đời, hạnh phúc thay chánh pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vui sướng thay giữa đời năm trượt ác thế mà dấu chân hóa độ của những vị Bồ Tát vẫn bước đi xuôi ngược không ngại gian khó. Quý ngày là hiện thân của Bồ Tát để thực hành đức hạnh thậm thâm, trong tinh thần vô ngã vị tha, không quên lời nguyện đại hiện đàm hoa, chèo thuyền trí huệ vào dòng sanh tử để đưa chúng sanh đến nơi an vui giải thoát. Giờ đây trước đạo tràng thanh tịnh, tăng bảo trang nghiêm, với niềm hoan hỷ vô biên của chư tôn đức, chúng con toàn thể Phật tử với tất cả lòng thành sắm sửa trai diêm, trên dân cúng dường mười phương tam bảo, dưới có chư tôn đức lân mẫn chứng minh. Chúng con nguyện đem công đức này cầu nguyện cho Phật Nhật Tăng Huy, pháp luân thường chuyển, phong điều võ thuận, quốc thế dân an, Phật pháp được trường tồn mãi mãi ở thế gian để làm lợi lạc hữu tình. Nguyện trên chư tôn đức 3 tháng an cư pháp thể được vô lượng khinh an, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, mãi là bậc thượng sư che chở chúng con, là ngọn đuốc trí tuệ soi sáng lòng chúng con, đưa chúng con đến bến bờ giải thoát. Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, kẻ còn được đượm nhường mưa pháp, phát nguyện tu trì, kẻ qua đời thì ác đạo xa lìa, chóng thành đạo quả. Chúng con lại nguyện hồi hướng công đức này đến toàn thể quý Phật tử hiện tiền nơi đây, cũng như quý vị thiện tri thức, mạnh thường quân,
đã phát tâm bồ đề cúng dường tịnh tài tịnh vật, được thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, thường được kiết tường pha lìa mọi khổ ách, tinh tấn tu hành khi viên mãn được thánh chúng. Tây phương tiếp độ, ngưỡng mong trên thường trụ mười phương tam bảo chứng minh, dưới quý ni trưởng, ni sư, chư đại đức ni mẫn cố nạp họ cho hàng Phật tử chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhờ bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng, hôm nay thật là một điều vinh hạnh cho hàng ni lưu của chúng con được quý ngài đã bất từ vì quyền hướng dẫn đạo tràng các nữ Phật tử đến đây trước lễ Phật thứ nửa, là dạo dùng tình tài tình vật để cúng dường cho hạ trường. Giờ đây xin phép quý ngài cho chúng con có đôi lời gọi là tán dương cái hành lành của quý thiền nam tín nữ Phật tử. Cùng chư Phật tử thân thương, lành thay mùa hà thầm thâm ấy, mùa Phật tử thành tâm cúng dường. Hôm nay thể theo tính thần của tỳ ni Luật Tàng, vào 3 tháng hà, chư tăng ni tập trung vào một tuần xứ để cấm hút an cư, trau dồi tâm vô lậu học. Và quý Phật tử đã là những người luôn luôn ủng hộ cho đạo tràng cúng dường tam bảo, hôm nay trên tinh thần đó, quý vị đã nhín ăn nhịn mặc, dành dùm tịnh tài tịnh vật và cúng dường tam bảo những pháp vật rất là giá trị quý giá. Chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ xin đài lao cho quý vị chư tôn thiền đức trong ban chức sự trường hạ vô cùng khâm khen và tán dương cái công đức của quý nam nữ Phật tử trong đạo tràng niệm Phật vàng sanh. Thưa quý Phật tử, vào giờ này chắc chắn rằng mười phương chư Phật đã quan giám đạo tràng chứng minh công đức của quý vị. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho huyền tiền quý Phật tử nơi đây luôn được sống hạnh phúc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật, và luôn luôn giữ vững cái đạo tâm, vững một cái niềm tin để quý vị nhất tâm niệm Phật cầu sớm được vãng sanh. Chúng tôi cũng xin cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho thân bằng quyến thuộc của quý vị luôn luôn phát khởi đại tâm để có một niềm tin vững chắc với pháp môn tịnh độ, luôn luôn thực hành theo tinh thần của tín hành nguyện để sớm được trở về với cõi Phật, được Đức Phật và chư thánh chúng gia hộ cho quý vị. Vào giờ này chắc chắn rằng cựu huyền thất tổ của quý vị nương nhờ cái công đức quý vị đi cúng dường hôm nay mà được nhẹ bớt những cái nghiệp chướng oan khiêm và sớm được lên cõi tình. Chúng tôi nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý Phật tử, cũng như trong thân bằng quyến thuộc của quý vị nương nhờ cái công đức hôm nay luôn được an lạc trong tâm tư, hạnh phúc trong đời sống, luôn thành công trong mọi lĩnh vực. Trong lúc chúng con đang tổ chức những cái khóa tu và đạo tràng của chúng con không được rộng, cho nên chúng con cũng xin đại diện cho hàng lý chúng đê đầu cảnh lễ bái tạ thâm ân của chư tôn thiền đức tăng đã vì hàng lý lưu của chúng con mà đến đây trợ duyên cho chúng con được an tâm tu học trong 3 tháng hà. Và giờ này không biết nói gì hơn, chỉ nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ chư tôn thiền đức tăng luôn được pháp thể cương an, tuệ đăng thường chiếu, mãi là những thạch trụ để cho hàng hầu học của chúng con và chư Phật tử nương theo để tu học, để sớm được về đến giác.
Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ cầu nguyện cho phái đoàn của chúng ta nhân ngày hành hương cúng dường Trường Hạ hôm nay, sau khi trở về bổn xứ cũng như bổn đạo quý Phật tử trở về, sẽ nhờ cái phước đức hôm nay mà gia đình của chúng ta luôn luôn phát khởi cái tín tâm lễ Phật hóa gia đình trong thân bằng quyến thuộc của quý vị, sẽ luôn luôn có cái niềm tin vững chắc đối với Tam Bảo. Giờ này không biết nói gì hơn, chúng con chỉ xin đê đầu bái tà thăm ân của quý ngài. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trên chư tôn đức ni đã từ bi nạp họ lòng thành của chúng con, còn dạy cho những lời sắc tấn Phật tử chúng con để làm hành trang trên bước đường tu học, để cầu quả vị giác ngộ. Chúng con xin nương theo lời dạy mà cùng hành. Giờ này chúng con xin đặt thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Nếu con đón lỡ màu giải thoát của chư tôn đức, bốn tâm vô lượng cùng ba món vô lậu học đã hiện rõ trên nét mặt từ hòa của quý ngài, đã làm lắng dịu những cơn sóng phiền não trong tâm hồn chúng con. Chúng con thành tâm đốt nén tâm hương cúi đầu, ôm kính đảnh lễ cúng dường mười phương tam bảo và hiện tiền chư tôn đức chứng minh. Kính bạch quý ngài, chúng con hàng Phật tử tại gia đầy đủ duyên lành, ắt hẳn chúng con đã tạo được các phước duyên thủ thắng trong vô lượng kiếp, mà nay chúng con đã được sanh làm thân người, lại sớm được gặp Phật Pháp, thấm nhuần sự giáo hóa của chư Phật, chư Tổ cùng chư Tôn Tịnh Đức. Chúng con đã ý thức được bổn phận của người Phật tử tại gia đối với Tam Bảo. Hôm nay mùa an cư kiết hạ lại trở về với chư Tôn Đức tại chùa Đại Giác, là dịp cho Phật tử chúng con gieo duyên lành vào dụng phước Tam Bảo,
cũng là dịp thuận duyên để hàng Phật tử chúng con được học hỏi giáo lý Phật Đà và thể hiện tinh thần hộ trì chánh pháp. Hạnh phúc thay chư Phật ra đời, hạnh phúc thay chánh pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vui sướng thay giữa đời năm trượt ác thế mà dấu chân hóa độ của những vị Bồ Tát vẫn bước đi xuôi ngược không ngại gian khó. Quý Ngài là hiện thân của Bồ Tát để thực hành đức hạnh thập thông trong tinh thần vô ngã vị tha, không quên lời nguyện lại hiện đàm hoa, chèo thuyền trí tuệ vào dòng sanh tử để đưa chúng sanh đến nơi giải thoát, an vui. Giờ đây trước đạo tràng thanh tịnh, tăng bảo trang nghiêm, với niềm hoan hỷ vô biên của chư Tôn Đức, chúng con toàn thể Phật tử với tất cả lòng thành, sắm rửa chay riêng, trên dâng lên cũng dừa mười phương chư tăng, mười phương tam bảo dưới có chư Tôn Đức lân mẫn chứng minh. Chúng con nguyện đem công đức này cầu nguyện cho Phật Nhật Tăng Huy, Pháp Luân Thường Truyền, Phong Điều Võ Thuật, Quốc Thới Dân An, Phật Pháp được trường tồn mãi mãi ở thế gian để làm lợi lạc hữu tình. Nguyện trên chư Tôn Đức 3 tháng an cư pháp thể được vô lượng thinh an, huệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, mãi là bậc đạo sư che chở cho chúng con, là ngọn đuốc trí tuệ soi sáng lòng chúng con, đưa chúng con đến bến bờ giải thoát. Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, kẻ còn được nhuần mưa pháp nguyện, phát nguyện tu trì, kẻ qua đời thì ác đạo xa lìa chóng thành đạo quả. Chúng con lại nguyện hồi hướng công đức này đến toàn thể quý vị Phật tử hiện tiền nơi đây, cũng như quý vị thiện tri thức mạnh thường quân đã phát tâm bồ đề cúng dường tịnh tài, tịnh vật được thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, thường được kiết tường xa lìa mọi khổ ác, tinh thần tinh tấn tu hành, khi viên mãn được thánh chúng Tây Phương tiếp độ. Ngưỡng mong trên thường trụ mười phương tam bảo chứng minh, dưới quý ni trưởng, ni sư, chư đại đức ni mẫn cố nạp thọ cho hàng Phật tử chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay tại hạ trường ni chúng tổ đình đại giác chúng con điểm an cư kiết hà, do ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai mở giai hạ trường để dành cho chư ni tỳ kheo cũng như lớp cao đẳng Phật học Chuyên Khoa Đồng Nai khóa 2 đang theo tu học tại trú xứ Vạn Trường trong 3 tháng an cư, nhằm thúc luyện nâng tâm, trao dồi giới định hệ. Sáng hôm nay toàn thể chư ni hạ trường chúng con cũng có bước chân của chư tôn thiền đức vì hàng hậu học của thi chúc chúng con mà hướng dẫn phái đoàn tại thành phố Hồ Chí Minh trở về tổ đình đại giác trước đại mục của điện, dân cúng tịnh tài cũng như hiện vật trước cúng dường mười phương tam bảo hiện tiền chư ni hạ trường của con yên tâm tu học trong 3 tháng. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, hạ trường chư ni của chúng con số lượng đi chúng có 81 vị, trong đó là 66 vị là tỳ kheo ni, 10 vị là tu so ma la ni, 5 vị là sa di ni, tổng cộng là 81 vị. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, mặc dù chúng con biết rằng thời buổi vật chất kinh tế khó khăn, nhưng quý ngài cũng như quý nam nữ Phật tử vì hoằng dương chánh pháp và hướng tượng đến hàng chư ni của chúng con mà hôm nay trở về hạ trường để dâng cúng tịnh tài cũng như hiện vật. Thay mặt ban chức sự hạ trường tổ đình đại giác chúng con xin nguyện mười phương chư Phật luôn thiền từ giáo hộ cho chư tôn thiền đức luôn được pháp thể hương an tuệ năng thường chiếu, Phật sự viên thành, mãi là bóng cây đại thọ cho hàng tấn ni Phật tử chúng con nương theo tu học đến về giải thoát. Kính thưa toàn thể quý năng lượng Phật tử trong mọi miền Phật vãng sanh trú xứ thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay quý vị vì thương tưởng cũng như quan mộ đến chư ni và vì Phật pháp, quý vị là những vị hòa trì cũng như ủng hộ Phật pháp, quý vị nhịn ăn bớt mặt mà theo gót chư tôn thiền đức trở về hạ trường phát tâm cúng dường tịnh tài cũng như hiện vật. Thay mặt ban chức sự hạ trường, chúng tôi nạp hòa sự cúng dường của toàn thể nam nữ Phật tử
vào nguyện đem công đức này cầu nguyện cho toàn thể gia đình của quý vị luôn được thân tâm an lạc, bồ đề tâm luôn kiên cố, sở nguyện tùy tâm, sở cầu như ý. Quý vị mãi mãi là những vị Phật tử thuần thành hộ trì chánh pháp, nơi nào Phật pháp càng, nơi đó có vinh danh của toàn thể quý vị. Cũng như hồi nhớ công đức cúng dường này, kỳ nguyện kỳ xin cho đặng đặng chương linh của quyền thất độ của quý vị được trực vạn tây phương, hầu cận với Đức Di Đà thọ ký. Nam mô Không Thích Tâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Trên chư tôn đức đã từ bi nạp thọ lòng thành của chúng con, còn dạy cho những lời sách tấn Phật tử chúng con để làm hành trang trên bước đường tu học để cầu quả vị giác ngộ. Chúng con xin nương theo lời dạy mà phụng hành. Giờ này chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Như con đảnh lễ tịnh nghiệp đạo tràng tổ đình đại giác hiện tiền chư tôn tình đức đi tam bái. Ngày 28 tháng 6 năm 2015, toàn thể Phật tử của đạo tràng niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chúng con về đây có duyên sự thành tâm đảnh lễ xin dâng lời tác bạch. Trong bầu không khí vô cùng trang nghiêm tại chùa Tĩnh Hội, ngày chư tăng câu hội để kiết hạ an cư, ngày Phật pháp được trùng hưng trong ánh hào quang của chư Phật với những chiếc y vàng đượm màu giải thoát cử chư tôn đức, bốn tâm vô lượng cùng ba món vô lậu học đã hiện rõ trên nét mặt từ hòa của quý ngài, đã làm lắng dịu những cơn sóng phiền não trong tâm hồn chúng con. Chúng con thành tâm đốt nén tâm hương, cúi đầu tôn kính đảnh lễ cúng dường mười phương tam bảo và hiện tiền chư tôn đức chứng minh. Kính bạch quý ngài, chúng con hàng Phật tử tại gia đầy đủ duyên lành, ắt hẳn chúng con đã tạo được các phước duyên thù thắng trong vô lượng kiếp mà nay. Chúng con được sinh ra làm thân người, lại sớm gặp được Phật pháp, thấm nhuần sự giáo hóa của chư Phật, chư Tổ cùng chư tôn tịnh đức. Chúng con đã ý thức được bổn phận của người Phật tử tại gia đối với Tam Bảo. Hôm nay, mùa an cư kiết hạ lại trở về với chư tôn đức nơi chùa Tĩnh Hội, là dịp cho Phật tử chúng con gieo duyên lành vào ruộng phước Tam Bảo, cũng là dịp thuận duyên để hàng Phật tử chúng con được học hỏi giáo lý Phật Đà và thể hiện tinh thần hộ trì chánh pháp. Hạnh phúc thay chư Phật ra đời, hạnh phúc thay chánh pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vui sướng thay giữa đời ác năm trượt ác thế,
mà dấu chân hóa độ của những vị Bồ Tát vẫn đi xuôi ngược không ngại gian khó. Quý Ngài là hiện thân của Bồ Tát để thực hiện đức hạnh thầm thâm trong tinh thần vô ngã vị tha, không quên lời nguyện hiện đàm hoa, chèo thuyền trí tuệ vào dòng sanh tử để đưa chúng sanh đến nơi an vui giải thoát. Giờ đây, trước đạo tràng thanh tịnh Trăng Bảo Trang Nghiêm, với niềm hoan hỷ vô biên của chư Tôn Đức, chúng con toàn thể Phật tử với tất cả lòng thành sắm sửa trai duyên, dâng lên cúng dường mười phương tam bảo dưới có chư Tôn Đức lân mận chứng minh. Chúng con nguyện đem cúp công đức này cầu nguyện Phật Nhật Tăng Huy, Pháp Luân Thuyền Chuyển, Phong Điều Vũ Thuận, Quốc Thế Dân An, Phật Pháp được trường tồn mãi mãi ở thế gian để lợi lạc chốn hữu tình. Nguyện trên chư Tôn Đức ba tháng an cư, pháp thể được vô lượng khinh an, huệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, mãi là bậc đạo sư che chở chúng con, là ngọn đuốc trí huệ soi sáng lòng chúng con, đưa chúng con đến bến bờ giải thoát. Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, kẻ còn được đụm nhùm mưa pháp, phát nguyện tu trì, kẻ qua đời thì ác đạo xa lìa, chóng thành đạo quả. Chúng con lại nguyện hồi hướng công đức này đến toàn thể quý Phật tử hiện tiền nơi đây, cũng như quý thiện tri thức Mạnh Thường Quân đã phát bồ đề tâm cúng dường tịnh tài tịnh vật, được thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, thường được kiết tường xa lìa mọi khổ ách, tinh tấn tu hành khi mạng báo thân, được thánh chúng Tây Phương tiếp độ. Ngưỡng mong trên thường trụ mười phương tam bảo chứng minh, dưới chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng lưng mẫn cố nạp thọ, cho hàng Phật tử chúng con được ân triêm công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Thì hiện tại quý Phật tử chưa đến Tây Phương Cực Lạc mà hiện tiền đây, mình cũng đang sống trong cái cảnh giới an ổn, cảnh giới của gì, của an lành, cảnh giới của chư Phật. Đương nhiên muốn về Tây Phương Cực Lạc thì hiện tại mình phải sống thế nào đó để phù hợp với những cái gì, những cái nguyện vọng, những cái sự tu tập hay những lời phát nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đương nhiên quý Phật tử thì chắc hiểu rõ cái chỗ này. Thì hôm nay tại đạo tràng rất là vui mừng đón tiếp đoàn. Thường thường vào mùa mưa trong ba tháng an cư kiết hạ để chư tăng thúc luyện thân tâm, trao dồi duyên đức, phát huy giới định tuệ. Và thời gian này cũng là thời gian Phật tử ở tại gia đã nhín ăn bớt mặt người cộng công kẻ có của, Phật tâm cũng dựng tỉnh tài tỉnh vật lên, trước cũng dường mười phương tam bảo và cũng dường hiện tiền chư đại đức tăng ni, đặc biệt là đang tu học tại các cái điểm an cư kiết hạ. Công đức này thật vô cùng lớn lao, là những cái căn bản để mình tạo hiện phước đức và cũng là cái yếu tố để đưa mình đến cái cảnh giới an lạc giải thoát hạnh phúc hiện tại và mai sau. Thì Tông Hiền xin thay mặt cho trường hạng hôm nay xin tán thán công đức và xin dâng tất cả cái công đức này lên mười phương pháp giới chúng sanh. Nguyện cho mọi loài được thấm nhuận mưa pháp hết khổ hạnh vui. Và xin chúc nguyện cho quý thầy trong đoàn hướng dẫn lòng Phật tử hôm nay thân tâm thường lặng, pháp thể tinh an, tuệ đang thường chiếu và lúc nào cũng là chỗ nương tựa cho những cái Phật tử có mặt hôm nay nương tựa. Và xin chúc tất cả quý Phật tử có mặt hôm nay trong đoàn cúng dường hôm nay, xin chúc cho quý Phật tử luôn luôn được an ổn, tu tập tăng tiến, sở nguyện tùy tâm và kiết tưởng như ý. Và xin gửi lời chúc nguyện đến cho những người thân bằng quyến thuộc của Phật tử có mặt hôm nay, những người sống thì được an vui khỏe mạnh, phước thọ tăng long, bồ đề tâm tăng trưởng. Những người quá vãng thì cũng nhờ công đức này mà xin về những con giới có giới an lành và an vui của Đức Phật A Di Đà. Lễ cúng dường như pháp trên đã quý thầy thay mặt cho trường hạ xin tiếp nhận và tán thán công đức. Và giờ này xin mời Phật tử cùng toàn thể quý vị có mặt hôm nay thành tâm hướng về mười phương tam bảo và hiện tiền đến lễ cúng dường được anh tiền công đức. Nam mô A Di Đà Phật, tam đại chứng minh.
chúng con nương theo lời dạy và cầu hạnh. Giờ đây chúng con xin thành tâm tận lời. Lắng dịu những cơn sóng phiền não trong tâm hồn chúng con. Chúng con thành tâm đốt nén tâm hương, cúi đầu tôn kính đảnh lễ cúng dường mười phương tam bảo và hiện tiền chư tôn đức chứng minh. Kính bạch quý ngài, chúng con hàng Phật tử tại gia đầy đủ duyên lành, ắt hẳn chúng con đã tạo được các phước duyên thù thắng trong vô lượng kiếp, mà nay chúng con đã được sanh làm thân người, lại sớm được gặp Phật pháp, thấm nhuần sự giáo hóa của chư Phật chư tổ cùng chư tôn tịnh đức. Chúng con đã ý thức được bổn phận của người Phật tử tại gia đối với tam bảo. Hôm nay mùa an cư kiết hạ lại trở về với chư tôn đức nơi tổ đình Long Thiền này, là dịp cho Phật tử chúng con gieo duyên lành vào ruộng phước tam bảo, cũng là dịp thuận duyên để hàng Phật tử chúng con được học hỏi giáo lý Phật Đà và thể hiện tinh thần hộ trì chánh pháp. Hạnh phúc thay chư Phật ra đời, hạnh phúc thay chánh pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vui sướng thay giữa đời năm trượt ác thế mà dấu chân hóa độ của những vị Bồ Tát vẫn bước đi xuôi ngược không ngại gian khó. Quý ngài là hiện thân của Bồ Tát để thực hành đức hạnh thậm thâm, trong tinh thần vô ngã vị tha không quên lời nguyện là hiện đàm hoa, chèo thuyền trí tuệ vào dòng sanh tử để đưa chúng sanh đến nơi an vui giải thoát. Giờ đây chức đạo tràng thanh tịnh tăng bảo trang nghiêm, với niềm hoan hỷ vô biên của chư tôn đức, chúng con toàn thể Phật tử với tất cả lòng thành sắm sửa cho duyên trên dân lên cúng dường mười phương tam bảo, dưới có chư tôn đức lân mẫn chứng minh. Chúng con nguyện đem công đức này cầu nguyện cho Phật Nhật Tán Huy, pháp luân thường chuyển, phong điều võ thuận, quốc thế dân an, Phật pháp được trường tồn mãi mãi ở thế gian để làm lợi lạc hữu tình. Nguyện trên chư tôn đức 3 tháng an cư, pháp thể được vô lượng khinh an, huệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, mãi là bậc đạo sư che chở chúng con, là ngọn đuốc trí tuệ soi sáng lòng chúng con, đưa chúng con đến bên bờ giải thoát. Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, kẻ còn được đường dần mưu pháp phát nguyện tu trì, kẻ qua đời thì ác đạo xa lìa chống thành đạo quả. Chúng con là nguyện hồi hướng công đức này đến toàn thể quý Phật tử hiện tiền nơi đây, cũng như quý vị thiện chi thức mạnh thường quân đã phát tâm bồ đề cúng dường tịnh tài tịnh vật, được thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, thường được kiết tường xa lìa mọi khổ ách, tinh tấn tu hành, khi viên mãn được thánh chúng Tây Phương tiếp độ. Ngưỡng mong trên thường trụ mười phương tam bảo chứng minh, dưới chư tôn hòa thượng thượng tọa chư đại đức tăng vẫn cố nạp thọ cho hàng Phật tử chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, nam mô chứng minh sư Bồ Tát, nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức trong đoàn,
Kính thưa toàn thể quý vị nam nữ Phật tử thiện hữu tri thức trong đoàn niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cổ nhân có câu: hạnh phúc thay Đức Phật ra đời, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, và hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Hôm nay đoàn Phật tử nhân mùa an cư kiết hạ của chư tôn thiền đức tăng ni đã vận động đóng góp tịnh tài tịnh vật và pháp bảo đem đến tại tổ đình Long Thiền. Trước là vấn an sức khỏe chư tôn thiền đức an cư kiết hạ tại nơi đây, và sau dâng lễ phẩm cúng dường. Kính thưa quý vị, nghe lời tác bạch và sự hiện hữu cúng dường của các vị, Đức Phật đã bình đẳng như thế nào thì bây giờ đã thể hiện qua những cái tấm lòng và những cái bổn phận của các vị như hôm nay. Hồi nãy chúng tôi nói là hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Tứ chúng á, đồng tu tức là cũng có các vị trong đó. Nhưng mà tứ chúng là hạng tỳ kheo ni, u bà tắc và u bà di, thì mình là hai cái vế sau. Nhưng mà vì Đức Phật bình đẳng nói là không luận là chư tăng ni xuất gia mà cả hàng Phật tử luôn, chúng ta đồng tu. Nhưng vì cái tăng ni và Phật tử thì cũng có biệt, cho nên là hàng Phật tử thì có nhiều cái phương tiện để ủng hộ cho chư tôn đức tăng ni trong cái bổn phận hành đạo của mình, nhất là trong 3 tháng mùa an cư từ tháng 4 cho tới tháng 7. Chúng tôi rất khâm khen và tán thán những cái công đức của các vị, vì các vị đã là nhóm Phật tử thành lập đạo tràng và biết ủng hộ đạo tràng như thế để làm cho Phật pháp trường tồn vĩnh cửu. Chúng tôi thay lời cho chư tôn đức trong ban chức sự hạ trường thành tâm mẫn nạp những cái lễ vật cúng dường của quý vị, và xin cầu nguyện hồng ân tham bảo thường gia hộ cho chư tôn thiện đức pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, củ trụ ta bà để hoằng dương chánh pháp. Và chúng tôi xin đem công đức này hồi hướng và cầu nguyện cho toàn thể quý vị nam nữ Phật tử thiện hữu tri thức đi trong đoàn. Những cái công đức cúng dường hôm nay, các vị về nhà được thân an tâm lạc, vạn sự kiết tường như ý, tứ quý bình an, và kính chúc toàn thể gia đình quý quyến cũng được như thế. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Trên chư tôn đức tăng đã từ bi nạp thọ lòng thành của chúng con, còn dạy cho những lời sách tấn Phật tử chúng con để làm hành trang trên bước đường tu học để cầu quả vị giác ngộ. Chúng con xin nương theo lời dạy mà phụng hành. Giờ này chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường. Sau buổi lễ cúng dường, các thành viên về Hiển Lâm Sơn Tự, tức chùa Hóc Ông Cha, tại Cù Lao phố Biên Hòa, Đồng Nai làm lễ phóng sanh các loài phi cầm và dùng cơm trưa. Hiển Lâm Sơn Tự hay chùa Hóc Ông Cha tòa lạc trên ngọn đồi tại ấp 6, xã Quá An. Trước đây, vùng đất này vốn là khu đầm lầy rộng lớn,
giao lưu với bên ngoài rất khó. Khu rừng lầy bao quanh ngôi chùa được gọi với cái tên Sình Mắt Võng. Trải qua gần 100 năm hình thành và phát triển, chùa Hiển Lâm Sơn gắn với lịch sử phát triển vùng đất Đồng Nai. Hiển Lâm Sơn Tự hay chùa Hốc Ông Tre được Thiền Sư Huệ Lâm, tục danh Bùi Văn Tươi năm 1887 đến năm 1945, khai sơn từ năm 1920. Thiền Sư Huệ Lâm còn được người dân trong vùng gọi là ông thầy hai. Ông được biết đến là pháp sư danh tiếng ở vùng đất Biên Hòa. Ông xuất gia tu hành là đệ tử Hòa Thượng Khánh Lâm ở chùa núi Châu Thới. Tục truyền sau một thời gian tu tập, vị sư theo lời thầy dạy đi về khu rừng này lập chùa phổ độ chúng sanh. Thời gian đầu ông dựng chòi nhỏ tụng kinh niệm Phật, tên gọi chùa Hốc Ông Tre xuất phát từ đó. Ngày nay chùa Hốc Ông Tre là một trong số ít ngôi cổ tự ở Đồng Nai còn lưu giữ được nét kiến trúc nghệ thuật cổ. Chùa được kiến thiết theo kiến trúc tứ trụ vững chắc với hệ thống cột kèo bằng gỗ quý. Ở chánh điện và bên trong được trang trí những tấm hoành phi liền đối được chạm trổ tinh vi mang giá trị nghệ thuật cao. Không chỉ là điểm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, chùa còn được xem là minh chứng lịch sử phản ánh chặng đường khai khẩn vùng đất phương Nam. Ngôi chùa còn được giới thiệu nghiên cứu đánh giá là quần thể kiến trúc tâm linh gồm nhiều đền thờ, miếu thờ thần mẫu, thần nữ hoa cũng nằm trong khuôn viên chùa. Lại nhắc đến vị sư có công lập chùa, người đời truyền lại hàng ngày nhà tu hành bốc thuốc chữa bệnh giúp dân nghèo, đêm đêm tụng kinh siêu độ cầu an. Dần dần quy đức lan xa, quy tụ nhiều Phật tử về nghe giảng đạo và chung sức xây dựng ngôi chùa nhỏ đàng hoàng hơn. Trải qua nhiều lần trùng tu, Hiển Lâm Sơn Tự khang trang như bây giờ. Kính toàn thể quý Phật tử, lời nói đầu tiên thầy thay lời cho ban trụ trì cùng đạo tràng chùa Hiển Lâm hân hoan và thành kính cung tiếp quý thầy và hội niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh đã nhín chút thời gian thành tâm quan lâm về các chùa trụ xứ tại thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai để dâng hương cầu nguyện nhân mùa an cư kiết hạ và đồng thời quan lâm về tại đạo tràng chùa Hiển Lâm để niệm Phật và dâng hương cầu nguyện phóng sanh hồi hướng công đức này cho toàn thể quý nam nữ Phật tử hội niệm Phật vãng sanh A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính toàn thể quý Phật tử, ngôi Hiển Lâm Sơn Tự tên thường gọi là chùa Hốc Ông Tre được thầy Minh Kiên và đạo hữu Phật tử trưởng đoàn hữu danh có tha thiết và trình lên hôm nay hội niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc chúng con tại các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh đi cúng trường hạ các tổ đình để quan lâm về Hiển Lâm Sơn Tự để nghỉ và dùng cơm niệm Phật và phóng sanh chim. Điều này thầy xin ghi nhận đến tấm lòng của quý nam nữ Phật tử hội niệm Phật và trưởng đoàn đạo hữu danh. Giờ đây trước Hiển Lâm Sơn Tự, thầy xin có đôi lời nói lên cái ý nghĩa tại ngôi chùa. Ngôi chùa Hiển Lâm Sơn Tự khai sơn trên một thế kỷ do Thiền Sư Thượng Huệ Hạ Lâm, người đầu tiên đã vào dấu ấn tại làng Quá An, khai sơn ngôi chùa, đặt là Hiển Lâm Sơn Tự. Còn tên chùa Hốc là do dân gian các cụ lão ngày xưa đến đây thấy những hình ảnh vắng và những cái tâm linh nó kỳ diệu không thể nào chúng ta nói cho hết. Chính vì thế mà các đạo hữu đặt là chùa Hốc Ông Tre. Còn riêng đặc biệt bây giờ thì thầy hay nói một cái chuyện vui mà có thật. Quý Phật tử muốn tìm đến Hiển Lâm Sơn Tự chùa Hốc từ chợ Quá An đi vào đây một đoạn đường chừng khoảng 20 phút đến tại thành phố Buồn là tới chùa Hốc. Tại sao thầy hay nói thành phố Buồn? Biết cô mà bước lên đây 500 mét nữa là thấy mã không? Mã nghĩa địa không? Nghĩa địa là do các hội người Tàu á Phật tử. Hội người Tàu, nước Hẹ, nước Tiều đủ hết.
Hồi xưa họ thấy cái phong thủy đây rất là tốt, gọi là Thanh Long Bạch Hổ, cho nên các người Tàu mới về đây á, mua hết cái vùng ở trên cái đồi đó, mới là thành lập cái hội. Khi mà ở dưới thành phố Hồ Chí Minh người Tàu có mất thì cái hay đưa về đây an táng, cho nên các thầy hay gọi là thành phố buồn. Cho nên Phật tử nói sao gọi thành phố buồn, thì nói vô thấy mã không mà phải buồn chứ đâu có vui được. Cho nên thầy nói vui mà có thật. Thì hôm nay quý Phật tử cũng biết ngôi chùa Hiển Lâm và ngôi chùa Núi Châu Thớ và Tổ Đình Long Thiền là một cái tâm phong, một cái nguồn gốc đi ra. Thiền sư Huệ Lâm là một vị đệ tử của thiền sư ở tại Khánh Anh, núi Châu Thớ, Hạ Sơn về đây mới là cứu dân độ thế, mới là thành lập được ngôi chùa Hiển Lâm hôm nay. Còn Tổ Đình Long Thiền là khi thiền sư đã viên tịch, thầy Yết Ma cũng viên tịch mới truyền trao lại cho Hòa Thượng Thượng Huệ Hạ Thành, là một vị nguyên là tăng thống giáo hội Phật giáo cổ truyền. Sau này mới là si cử là Đức Phó Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, diện chủ của Tổ Đình Long Thiền và đương kim tại Hiển Lâm. Hòa Thượng thời đó là Hòa Thượng lấy cái nôi ở đây, Hòa Thượng hoạt động cách mạng quý cô, để mà nuôi cán bộ, hình thành trải qua ba thời kỳ, Trào Nhật, Trào Tây, đều qua Trào Mỹ. Thì ngôi chùa này phải nói là chiến tranh rất là vất vả, rừng thiêng, nước độc. Thời đó thầy được nghe kể là ít ai đến đây đó. Khi đất nước giải phóng yên ổn rồi, đến năm 2006, thầy được mời sang các nước châu Âu làm lễ. Thì nãy có hỏi có một cái sư thầy nào ở trong đây là đệ tử của thầy Minh Thọ đó, thầy có hỏi thăm. Thầy Minh Thọ lúc còn làm thượng tọa và là hòa thượng đó, có gặp tại bên Thụy Điển và bên Pháp, và thầy Nhật Chiếu gì mà hay nuôi trẻ mồ côi á, chắc Phật tử cũng biết. Thì thời đó thầy mới qua đó làm lễ do thượng tọa Thích Phật Đạo ở Phật giáo châu Âu thỉnh mời qua làm lễ. Từ đó được các thầy bên đó ái mộ và các Phật tử đạo tràng gần xa dân tộc về đây để phát Bồ Đề Tâm. Thầy mới là đứng lên để mà xin phép nhà nước, các cấp lãnh đạo để thầy khai sơn và động thổ đại trùng tu ngôi chùa cho được trang nghiêm ngày hôm nay. Thì hôm nay quý Phật tử đã nhín thời gian quý báu mà được là ngày Chủ Nhật mà đi tu một ngày phóng sanh để tạo cái phước lành này, hồi hướng công đức cho cha, mẹ, ông, bà, vợ chồng và các con cháu, đồng thời cầu nguyện cho củ huyện thất tổ, nội ngoại gia tiên của quý Phật tử nhiều đời nhiều kiếp, trong đó cũng được nhờ quý chư tôn đức và nhờ Phật tử hữu danh trưởng đoàn diệu dắt cũng như chiếc thuyền lèo lái các Phật tử để mà hội niệm Phật giảng sanh cho các nơi. Điều này rất là quý báu, không thể nào chúng ta nói hết cho cái tấm lòng. Giờ đây trước tổ đường, kính mời quý thầy, mời đạo hữu Phật tử hữu danh cùng quý Phật tử chắp tay để đảnh lễ tổ sư chứng minh, rồi chúng ta quang lâm đại hùng Phật điện để niệm hương và cầu nguyện phóng sanh A Di Đà Phật cho ba cây hương. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật chứng A Minh. Nam mô Tây Thiên Tự Tất Đông Độ Nhị Tam Việt Nam Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát chứng A Minh. Nam mô Ngũ Giả Tông Phái Chư Liệt Vị Tổ Sư Bồ Tát chứng A Minh. Nam mô Hiển Lâm Đường Thường Tổ Sư Khai Sơn Tạo Từ chứng A Minh. Tớ thời Đại Tự Việt Nam Quốc hôm nay là ngày 13 tháng 5
năm Ất Mùi niên, hiệp ba chư tôn đức a hiệp mà chư nam nữ Phật tử hội niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc các quận quyền thành phố Hồ Chí Minh, trưởng đoàn đạo hữu Phật tử hữu danh thành tâm cung tổ hiện lâm sơn tự quyền cầu chư tổ từ thầy chứng minh cho nam nữ Phật tử chúng con thành tâm cung tổ hiện lâm sơn tự tiết lệ cầu nguyện phong sanh hồi hướng công đức này cho nam nữ Phật tử hội niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh, trưởng đoàn Phật tử hộ danh cùng bộ quyên nam nữ Phật tử thuốc vệ tấn long hàm kim lợi lạc cửu quyền thất tổ nội hoại gia tuyên nhiều đời nhiều kiếp của nam nữ Phật tử âm siêu dương thành thừa tư chư tổ chứng minh. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, chứng minh sư Bồ Tát, chứng minh sư Bồ Tát Ma chiều cộng tu được Đại Đức Thích Minh Thuận chia sẻ bài pháp thoại chủ đề công đức cúng dường trường hạ. Truyền thống của Đại Thừa Phật Giáo là chúng ta tự tứ vào ngày 15 tháng 7 là ngày tự tứ. Thì theo Phật Giáo Bắc Truyền chúng ta lấy cái ngày 14 tháng 4 cho tới 15 tháng 7 là 3 tháng để ngày tự tứ, là ngày dân y mà quý vị Phật tử hay tới chùa vào ngày rằm tháng 7 đó. Đó là về cái ngày. Và cái vấn đề cốt lõi nó trong cái việc an cư kiết hạ là để phát triển cái đời sống tâm linh và xây dựng mối hòa hiệp giữa các thành viên trong tăng già. Tức nghĩa là 9 tháng kia các thầy đi du hóa ở mọi nơi, không có ở gần nhau. 3 tháng còn lại cùng nhau câu hỏi về một trú xứ, để người này có một cái kinh nghiệm này, người kia trao đổi với nhau để cùng nhau tu tập
thanh tịnh hòa hợp trên tinh thần pháp lữ và giúp đỡ nhau trên con đường đạo. Thí dụ như trong cái bước đường hoằng pháp của chúng tôi có những cái vấn đề chúng tôi không hiểu, không biết thì sao? Thì nhờ vào cái tháng mùa hạ đó, câu hỏi về một chỗ, các vị hòa thượng, các vị tôn túc câu hỏi về đó để chỉ dạy, để hướng dẫn. Thì ngay trong lúc đó chúng tôi những gì mà chúng tôi không hiểu, không biết thì lên bạch với quý ngài và quý ngài chỉ dẫn. Có phải là lúc đó những cái mình không hiểu mà mình vào cái mùa an cư, mình tu tập, mình cùng với đại chúng, mình học tu và được chư hòa thượng dạy dỗ như vậy, thì lúc này cái tuệ giác mình nó phải phát sinh. Và không những tuệ giác phát sinh mà công đức phước báo vô lượng của thầy trong mùa an cư đó, quý vị này không thể nghĩ bàn. Vì ở một chỗ tam nghiệp thanh tịnh, chuyên tu tam vô lậu học giới định huệ, mà giới định huệ là ba cái mà người xuất gia phải nghiêm trì và giữ gìn, nhất là giới. Để làm chi? Giữ giới thanh tịnh thì khi mà chúng ta ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, chúng ta tâm chúng ta không có lăn sang theo các cảnh, thì lúc này định phát sanh. Mà định phát sanh thì sao? Định phát sanh thì lúc này chúng ta hiểu nghĩa trong kinh là tuệ giác phát sanh, tức nghĩa là giới định huệ đã thành tựu. Và sau 3 tháng quý thầy đã đạt được những cái công năng tu tập đó, bắt đầu tiếp tục 9 tháng còn lại đi du hóa tiếp tục để chỉ dẫn, đưa những cái giáo lý của Đức Phật vào trong đời sống để làm an lạc cuộc đời, hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Và cái mùa an cư của chư tăng câu hỏi về một chỗ đó cũng là một nền tảng để làm cho các Phật tử có nhân để cúng dường, và từ đó gieo trồng cái ruộng phước điền đối với tam bảo cúng dường chư tôn tịnh đức. Thì hồi nãy là chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị biết là mùa an cư kiết hạ như thế nào và tại sao an cư kiết hạ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo là cúng dường. Cúng dường trong mùa hạ nó phước báo ra sao? Thì xin thưa quý vị, cúng dường, hai cái chữ cúng dường nó tức nghĩa là cung kính và dưỡng nuôi. Cung kính và dưỡng nuôi, cung kính ai, dưỡng nuôi ai? Tức nghĩa là cung kính chư tôn tịnh đức tăng, dưỡng nuôi chư tôn tịnh đức tăng, phải không? Mà mình dưỡng nuôi bằng cách nào? Quý vị phải dâng cúng những phẩm vật, thức ăn, lương thực, thuốc men, để chi quý thầy an ổn trong mùa an cư. Quý thầy có được những cái vật phẩm đó, sử dụng những cái vật phẩm đó để làm phương tiện nuôi cái giới thân huệ mạng trong 3 tháng mùa mưa. Và 3 tháng mùa mưa đó không có đi đâu hết, và quý vị đem vô việc cúng dường thành tâm, thì quý thầy nhận cái vật phẩm đó, quý thầy là đối tượng cúng dường. Và vật phẩm quý vị dâng lên đây đó chính là vật phẩm và quý vị, tức nghĩa là người dân cúng. Mà ba cái này, nếu như người dân cúng đem tâm thanh tịnh, vật phẩm cúng này thanh tịnh, và người nhận cúng, các vị chư tôn đức trong trường hạ nhận cúng, các vị đem tâm thanh tịnh, quý vị nhận, thì ba cái này gộp lại